Chào các bạn, bây giờ thì các bạn hãy cùng tôi khám phá cuộc sống ở Côn Đảo vào lúc sáng sớm, xem cuộc sống người dân ở đây như thế nào. Bây giờ là 5 giờ 15 sáng. Cái cột đồng hồ ở ngay trung tâm Côn Đảo. Buổi sáng thì không khí rất là trong lành và yên tĩnh. Những người dân thì họ cũng có cái thói quen là ra biển vào buổi sáng sớm. Một số người dân thì đã dậy và đi ra tắm biển, thậm chí là có người về rồi. Gần đây là cái bức tường rào của cái trạm khí tượng thủy văn. Ở bên trong thì có các cái thiết bị để theo dõi thời tiết ở đây. Cái tháp đồng hồ này thì nằm cách cái đường đường thẳng đường là đi ra biển thì chỉ khoảng hơn 100 mét, và đứng ở cái tháp đồng hồ này đã nhìn thấy biển rồi. Đó. Mình phải làm từ mấy giờ chị? Dạ 3 giờ rưỡi. À, 3 rưỡi là mình đi làm rồi. Đây là hướng đông và chúng ta có thể buổi sáng thì đứng ở đây để ngắm mặt trời mọc bình minh ở trên đảo. Đây là góc đường giữa Lê Hồng Phong, và một bên là đường Tôn Đức Thắng. Phía sau đây là Ủy ban Nhân dân huyện Côn Đảo. Buổi sáng ở Côn Đảo thật là yên bình. Chúng ta hãy cùng ra cái bến tàu này. Ôi rất là đẹp. Chúng ta có thể cảm nhận được cái tiếng sóng ở đây. Kia phía xa kia là cầu tàu 94, nơi mà trước đây các cái tù nhân phải ra đây để xây dựng nên cái cầu tàu này. Nó rất là nổi tiếng bởi vì là rất nhiều người đã bị mất khi mà làm cái cầu tàu này. Hơn 900 người đã chết ở đây. Cái cầu tàu này được xây dựng vào năm 1873. Đó, và sau nhiều năm xây dựng và bao nhiêu công sức của những cái người tù thì mới xây dựng được cái cầu tàu này. Và bây giờ nó lại trở thành cái điểm du lịch mà mỗi khi du khách ra đây thì họ hay ra cái cầu tàu này đứng ngắm nhìn thẳng ra vịnh Côn Sơn. Cái cầu tàu này thì dài 103 mét từ trong đất liền đi ra. Cái biển đẹp vô cùng vào buổi sáng. Phía sau là chân núi. Và cái con đường uốn lượn theo biển. Và đây thì đặc biệt là cái cát còn cũng rất là mịn này. Và môi trường thì cũng rất sạch. Không khí thì trong lành. Ở đây là những cái cây bàng đã có từ rất lâu rồi.
Bác ơi, cái cây bàng này là khoảng bao nhiêu tuổi ạ? Cây này. Mấy trăm mà. Mấy trăm tuổi ạ? Ừ, quán thân bàng là biết nè. Ui, xưa bây giờ mà đúng là bãi biển nó nằm đó đó. Ngày xưa? Bãi biển nằm đó đó, sát bờ luôn, bãi biển sát cây bàng. À, thế à? Xong là mình mới kè ra nữa. Xong mình mới kè ra. À, rồi rồi. Bác thì ở đây lâu chưa bác? Lâu. Tức là bác ở đây từ khi nào ạ? 1967. Ôi trời ơi, từ 1967 hả bác? Dạ, 6 cụ. Trời ơi. Lâu nhất cụ và cung đảo. À. Bác có hay ra ngắm biển hàng ngày không ạ? Không, ít lắm. Thế à? Bán mất lội. Vâng. Mình lang chàng đạnh ai nó ở đâu. Ừ. Cũng như bên đây là giám thị ở đây. Đây là cán bộ của bên ngành địa không quân á. Ở cảnh sát áo trắng ở một cụm vậy đó. Nó một cụm nha. Cho nên là nó nề nếp lắm. Nhưng mà xưa quan sơ ghê lắm. Không dễ dám đi ra mấy chỗ này. À, ngày xưa đó. Ở chứ mỗi lần mà chở tù nhân ra lại chở cặp đây nè. Đó, cặp bãi biển này nè. À, mỗi lần mà cái cầu tàu à bác? Không phải cầu đó, chỗ biết chỗ bay bãi biển này nè. À, tức là người ta cập cái tàu vào đây thôi. Bãi thôi, nó cập bãi nhưng không vô cầu. Cập bãi tại vì tàu há mồm. À. Nó chở tù nhân chở bằng tàu há mồm không à. À. Ba hồi trống đặc biệt hồi xưa nó chở ra, nó quánh ba hồi trống là biết chở tù nhân ra. Bắt đầu nó há mồm ra là bắt đầu là nó khinh người, nó thảy như là tưởng tượng như là bắt heo xe rim MC mà của như bộ đội mình giờ nè. Mà xe chế độ hồi xưa á, bắt đầu thảy người lên, mấy người mà xe sống nằm rồi mà liệt liệt luôn mà đặc biệt nó chở mùi cháy trứng chứ không phải nó chở mùi như này đâu. Bác có được nhìn cái cảnh nhìn là những cái tù nhân mà làm cái cầu tàu này không? Không. À thế à? Chỉ nhìn là chở tù nhân ra thì có cái mà nó ác lắm, nó chở chuyên môn là cái mùi cháy trứng, cháy trứng cho người ta xây sống với bà. Em biết tàu há mồm á. Ừ. Thì nó đâu có mui có gì đâu. À. Cho sống vô mà ra tấn mà nó chạy là cả tuần lễ mới cho tới đây. Ừ. Còn nó còng còng chân nữa nha, lên là người nào cũng ngực ngã trơn rồi. Bởi vì nó trật tự ở đây hồi xưa nó dùng là người Khmer làm trật tự á, lính mà tù thường phạm á là xuống là thảy nắm hai người thảy lên chị tính kiến luôn, y hệt là con heo luôn. Con nó gan sao đâu? Nó bơi lại, con nó làm mắt sai rồi, nó bự quá tài luôn. Con là nó bắn nấu cháo ăn ngon cực kỳ luôn. Nấu cháo ăn ngon cực kỳ luôn á Châu. Nên là chi nhánh của Vasco, một cái công ty bay, chúng ta có thể mua vé đổi vé máy bay ở tại đây. Nó nằm sát ngay bên cái tháp nước này. Đây là cái khu vực một cái cầu tàu, hình như là dành cho những cái ngư dân đi đánh bắt cá về. Con đường thì chưa hoàn thiện. Những cái cầu tàu thì như là đã xây xong rồi.
Mặt trời thì đang bắt đầu mọc, và có thể nói là chúng ta đứng ở cái điểm này ngắm mặt trời mọc thì cũng rất là đẹp, với một cái sắc vàng nổi bật ở Côn Đảo. Đây là con gì đây ạ? Cá đuối. Cá đuối ạ? Bán thế này là bán theo ký hay mình bán cả? Bán ký. Bao nhiêu một ký ạ? 40 một ký. Đây là nhà mình đi về đây ạ. Nên là đánh trong một đêm mà một đêm là được. Mực ngon quá. Mực này là đánh lưới hay câu đây chị? Đánh ánh rồi. Thế à? Bao nhiêu một ký mực này? Thế này anh mua cho em đi, em chơi mực hang anh mua không? Anh mua cho em bán cho ha. Đang hỏi để biết giá, nhìn thích quá. Nhìn thích quá ha. Để giới thiệu cho mọi người, nếu mà người ta mà ra Côn Đảo á, người ta muốn mua muốn ăn thì cứ ra cái. Đây là cái cầu cảng mới đúng không? Cả kỳ 8 ngàn. Đây là cái thời điểm mà mặt trời đang bắt đầu ló lên. Và đứng ở cái cầu tàu mới này, cái cầu cảng mới đó, là những cái ngư dân người ta đi đánh bắt cá buổi tối về, và buổi sáng nó đã thành một cái chợ. Rất nhiều người dân buổi sáng thì họ đã chạy ra đây và mua những cái hải sản tươi sống nhất về đó. Vừa có người nói rằng mua một cái ký mực tươi đó, mực ống nhỏ tươi mà cũng chỉ có 100.000 một ký thôi. Thật là tuyệt vời. Nếu mà có dịp các bạn đi du lịch Côn Đảo mà muốn tự nấu ăn chẳng hạn, thì chúng ta ra cái cầu cảng mới này, sau đó mua các cái đồ hải sản của ngư dân mới đánh bắt thì rất là tốt. Đó. Và chúng ta có thể nhìn thấy là cái mặt trời đang mọc lên rất là đẹp, vì buổi sáng hôm nay trời ở Côn Đảo rất là đẹp. Vịnh Côn Sơn sóng nước rất là trong lành. Và hiện nay thì cái quy mô xây dựng nó chưa lớn. Và nếu như mà Côn Đảo cứ giữ được một cái không gian như thế này thì thật là tuyệt vời. Còn sợ nhất là khi mà người ta đã đầu tư xây dựng phát triển du lịch quá nóng, với nhiều những cái nhà cao tầng, đặc biệt các cái khu resort mọc lên quá nhiều, thì khi đó nó trở thành một cái điểm kinh doanh và tận hưởng được những cái không gian như thế này thì lại trở thành một vấn đề của tương lai. Rất mong những người yêu Côn Đảo
thì phải cố gắng phát triển Côn Đảo trở thành cái điểm du lịch xanh bền vững, để cho mỗi một cái người dân và du khách khi ra đến đây được hít thở cái không khí, và đặc biệt là được ngắm những cái thiên nhiên nó còn những cái nét hoang sơ. Và bây giờ thì mặt trời đang nhô lên, nó đang nhô dần lên. Mực bao nhiêu một ký đấy anh? 200. 200 ạ? Dạ. À đây là mực. Nghỉ hưu rồi anh ạ. À bác nghỉ rồi. Vâng. Vâng. Cái buổi sáng ở đây thì thích quá bác ạ. Vâng. Cái không khí trong lành. Vâng. Bác thường dậy mấy giờ? Tôi là 4 rưỡi là tôi dậy. À xong tắm luôn. Bác tắm chưa? Không. À, đi bộ thôi ạ. Trời, cảng này nó bẩn rồi, phải chở nó trong trong một thùng. Thế ạ. Cỏ. Không có lỗi, lấy một cái góc luôn. Mua một cái. Mực ngon quá. Đi về ông nói mua xong. Thích vậy hả? Ừ. Mua mực cá nữa đi. Rồi chúng nó để luộc đi đây. Mua mực luôn nè. Đây là con cá gì đây? À, cá mú ạ. Cá mú. Cá mú. Ôi, con này cũng mú à? Con này cá mó. À, con này là con cá mó. Dạ. Da nó xanh. Bao nhiêu một ký này? Cá mú này là 120. 120 thôi. Cầu cảng mới được xây dựng mấy năm nay và bây giờ trở thành một trong những cái điểm mà mua bán cái hải sản vào buổi sáng rất là tấp nập, và cũng có rất nhiều những du khách buổi sáng thì họ sẽ ra cái địa điểm này để mua cái hải sản tươi sống về để có thể nấu ăn ngay. Con đúng rồi, con lớn không ạ?
Cua này là ngon số 1 luôn á. Ổ cưa luôn. Chứ không ra đâu. Không bự bự không. Ê, tôi cần tí là lên nhà hàng tôi lấy tiền nha. Dạ. Tí cần tí lên nhà hàng lấy tiền nha. Nhà hàng nào á? Tiến đi ra. Không chịu rồi. Dạ rồi. Bỏ tôi bóng cân lại cho anh. Bỏ tôi bóng cân lại cho anh. Sao? Sao cái gỗ gì? Cua này là cua gì đó? Dạ cua mặt trăng. Một loại không mấy. Hôm nay là các anh ăn đồ sống không á? Bao nhiêu? 38 đúng không? Tám sáu trăm hai nhiêu đấy hả? Nó có một ký 620. Đem ăn liền luôn. Mang về đây luôn ăn liền được. Mang về luôn ăn liền luôn. Con này con gì vậy? Bông cơ. Anh tên là gì nhỉ? Em tên Thanh ạ. À vâng, anh Thanh từ Hà Nội đến thì lần đầu anh cảm nhận cái Côn Đảo thế nào? Đầu tiên là em thấy cái rừng cây, ấn tượng nhất là những rừng cây, những cái bãi biển rất đẹp. Và có nhiều nơi còn khá là hoang sơ. Rừng thì anh đi vào khu vực nào? Em đi vào, em chỉ đi gần đây thôi, chỉ những dọc những chỗ gần chỗ hải đăng đấy ạ. Anh sẽ ở lại Côn Đảo mấy ngày? Em ở lại có 2 ngày thôi. 2 ngày và có đến ngày mai em về. Anh đi đường nào? Em đi đường không. Anh thấy là cái ăn ở Côn Đảo thế nào? Ăn ở thì cũng đa dạng. Nhưng mà cái giá phòng thì anh cảm nhận so với nơi khác. Tất nhiên là có đắt hơn không? Có đắt hơn. Có đắt hơn à? Vâng, có đắt hơn. À, anh ở khách sạn. Vâng, em ở chỗ gần đây, ngay chỗ bãi các bạn. Thế. Rồi rất là cảm ơn anh. Chúc anh có một chuyến đi thật là vui. Tôi thì cảm nhận cái không gian ở đây rất là tuyệt vời. Đang nó đang trong váng đấy vì cái hoàng hôn, cái bình minh ở đây rất đẹp. Rồi, vâng. Anh có chụp được bức ảnh nào không? Em cũng chụp từ hôm qua cũng chụp rồi, hôm nay cũng chụp lại. Hôm qua chụp cái cầu tàu đằng kia. Đây, bên này. Rồi. Vâng. Rất là cảm ơn anh. Dạ. Anh cũng là khách du lịch à? Vâng. Anh thuê xe à? Mực ở đây rất ngon anh ạ. Con lên một ống. Một ống. Một ký bao nhiêu vậy cô? Em muốn một ký. À đây người ta lấy. Cái này người ta mua em cân rồi đây, còn mấy con này này. Nhỏ quá hả? Nhỏ quá. Tí nữa anh chờ chút nữa không? Cá đang về xíu nữa chừng nửa tiếng. Một ký bao nhiêu cô? Chợ thế này thì có thể tự mua được. Tự mua sau đó mình về tìm cơm món cơm phần á, nấu cho mình. Anh có hay ra Côn Đảo không? Mấy lần rồi. Mấy lần rồi. Rồi. Mà có mực như vậy đâu.
mực ngon lắm, mực tươi ngon lắm, mới vừa vô còn chấp chấp đấy chú. Ngồi đi con.